Xin chào mọi người, thì ngày hôm nay Khang Luxury sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng tính năng điều khiển từ xa trên con điện thoại XR 4G này. Thì ở cái tính năng điều khiển từ xa này nó sẽ có là 3 tính năng. Tính năng đầu tiên là mọi người có thể khóa máy từ xa, và tính năng thứ hai là mọi người có thể mở khóa máy từ xa, và tính năng cuối cùng là tính năng xóa toàn bộ dữ liệu từ xa. Và để có thể sử dụng được cái tính năng này thì mọi người hãy làm theo những bước sau đây theo em ha. Rồi, đầu tiên mọi người sẽ nhập mật khẩu để mọi người có thể vào được phần menu. Rồi, khi mọi người được vào đây thì mọi người vào phần bảo mật giúp em. Chọn vào, nhập mật khẩu vô. Đồng ý. Và ở đây nó sẽ có là điều khiển từ xa. Đây mọi người kéo xuống. Đây ha, mọi người chọn vào. Rồi, bên trong đây thì nó sẽ có là chọn người điều khiển, chọn người điều khiển điện thoại này, mọi người chọn vào. Rồi khi mà mọi người sử dụng cái tính năng này thì mọi người sẽ có cho em là 2 sim ha. Và mọi người sẽ thêm vào đây một cái số điện thoại mà cái sim thứ hai của mình. Rồi mọi người đồng ý ha, nên nó sẽ bắt mình là thiết lập mật khẩu tự hủy để tiếp tục. Rồi mọi người đồng ý. Thì tới khúc này thì mọi người sẽ tạo được cái mật khẩu tự hủy của mình. Rồi em sẽ đặt là 6 8 6 8 6 8. 3 là 6 8 ha. Mọi người muốn đặt mật khẩu theo ý thích của mình ha, mọi người lưu lại. Rồi, thì tới khúc này thì nó sẽ hỏi là ai có quyền điều khiển, thì mọi người sẽ nhập cái số thứ hai của mình, cái sim 2 của mình đó. Đây, mọi người nhập vào ha, mình sẽ thiết lập, mình bấm vào thêm nè, rồi chọn số mới ha. Mọi người sẽ lưu vào. Lưu. Rồi khi mà lưu thành công rồi thì em sẽ giải thích cho mọi người cái cú pháp để mọi người có thể sử dụng ba cái tính năng như là khóa, mở khóa, xóa dữ liệu từ xa. Rồi. Đây hai cái cú pháp là gì? Mọi người sử dụng cái điện thoại đó gửi tin nhắn về cho cái số điện thoại trong cái máy này. Đây ha, mọi người soạn cú pháp là để mở khóa, để khóa màn hình đó, để khóa cái máy này lại, mọi người bấm chữ L. Và cách một cái là cái mật khẩu mà mọi người đã tạo hồi nãy là 686868. Đó, còn mọi người mở khóa thì mọi người sẽ là chữ U cách ra cái mật khẩu hồi nãy. Và để xóa dữ liệu của tin nhắn, của gọi nhỡ và tất cả dữ liệu trong đây thì mọi người có thể bấm chữ E. Và mọi người cách 6868 là có thể xóa được dữ liệu ha. Rồi, em sẽ test thử luôn, em sẽ dùng một chiếc điện thoại khác. Bây giờ em sẽ sử dụng cái chiếc điện thoại này để có thể mà mở khóa cái chiếc điện thoại XR ha. Thì để mở khóa thì em sẽ dùng một cái cú pháp đó là U cách cái mật khẩu mà mọi người đã thiết lập cho cái chiếc điện thoại này, đó là 6 8 6 8 6 8. Rồi ha, thì lúc này mọi người sẽ gửi đi. Đây, thì ngay lúc này thì cái điện thoại mình nó sẽ ghi là điện thoại được mở khóa từ xa. Rồi, mọi người mở khóa lên và sử dụng ha, không cần phải nhập khẩu. Rồi, thì mọi người muốn khóa cái chiếc điện thoại này từ xa thì sao? Nó sẽ có một cái cú pháp là L gửi cho mật khẩu tự hủy ha. 6 8 6 8. Rồi, đây ha, thì nó sẽ ghi là điện thoại bị khóa từ xa. Rồi, trả lời. Hoặc là mọi người để vậy. Đấy, thì lúc này nó sẽ bị khóa rồi nè. Để mọi người chỉ có thể mở khóa thôi. Rồi, 4, 5, 6. Rồi ha. Và một cái tính năng cuối cùng là xóa danh bạ cũng như là cái tin nhắn ở trên cái chiếc điện thoại XR này. Thì ở đây mọi người thấy thì em sẽ có những cái cuộc gọi nhỡ nè, hoặc là những cái danh bạ nè này ha, những cuộc tin nhắn gửi đi. Rồi, thì cái cú pháp này nó sẽ là E cách với lại cái mật khẩu.
gửi đi. Đây. Đó, nãy nó mới vừa hiện cái chữ là xóa dữ liệu ha. Thì bây giờ em sẽ vào kiểm tra danh bạ trống. Bạ trống ha, cuộc gọi nhỡ mất luôn ha. Và cái cuối cùng là tin nhắn em có tin nhắn gửi đi cũng mất luôn. Đấy, thì cái tính năng này nó phải nói là rất là hay trên cái chiếc điện thoại XR này, phải nói là đây là một chiếc điện thoại bảo mật cực kỳ là cao. Đấy, nhỡ khi cái trường hợp mọi người mất điện thoại thì mọi người có thể sử dụng những cái tính năng này để mà xóa toàn bộ những cái dữ liệu của mọi người ra khỏi chiếc máy này. Rồi ha, nếu mà có thắc mắc về những cái tính năng bảo mật của chiếc điện thoại XR này thì hãy comment bên phía bên dưới giúp em. Hoặc là mọi người có quan tâm đến cái dòng XR này và muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua số hotline 094 22 22 092. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới.